Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em tất cả những cái sản phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu và chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được về cái trung tâm đồ gỗ Văn Sáu có những dòng sản phẩm gì để chia sẻ cho anh em. Vậy thì đây tôi sẽ chia sẻ cho anh em về cái tác phẩm tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị về cái tác phẩm, đó chính là cụ Di Lạc Tam Phúc. Cụ Di Lạc Tam Phúc này được làm trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen, một cái dòng gỗ rất là quý trên thị trường. Và cái gỗ chắc đỏ đen này giới thiệu với quý vị có kích thước chiều cao 60, rộng 63 và sâu 20, chạm khắc rất là tinh xảo. Và quý vị có thể thấy được rằng là cái đường nét chạm khắc này rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, rất là tinh xảo. Mà cái tác phẩm này là có một cái giá thành là 12 triệu. Bên trên thì chạm cây đào, đường nét chạm khắc đây, quý vị nhìn thấy rất là mỹ mãn, đúng chưa? Đây, cái mặt đó sau quý vị cũng có thể thấy đây. Đấy, cái tác phẩm bằng gỗ chắc đỏ đen này thì rất là giá trị, và chúng tôi cũng đã làm một cái bệ cái cụ Di Lạc này lên. Đấy, và đã sơn rất là đen. Một trong những cái tác phẩm đẹp, một trong những cái tác phẩm giá trị về chất liệu gỗ, cũng như là một trong những cái tác phẩm được anh em thợ nghệ nhân chạm khắc rất là công phu và tinh tế. Thì điều đáng nói ở đây, những cái tác phẩm như thế này thì quý vị cũng đã được nhìn thấy và chiêm ngưỡng giá trị nghệ thuật và giá trị của gỗ. Thế cho nên là một cái tác phẩm này có một cái giá thành 12 triệu. Nếu như bình thường chúng ta cũng có thể thấy được rằng một cái tác phẩm bé như thế này mà bằng các cái chất liệu gỗ hương thì nó sẽ mang một cái giá thành rất là rẻ, chẳng hạn như là nó sẽ rơi vào tầm cỡ khoảng độ vài triệu thôi. Thế còn cái tác phẩm này là làm trên cái chất liệu gỗ chắc đỏ đen, thế cho nên là nó đắt lên rất là nhiều. Và cái sự tinh xảo cũng như là về cái chất gỗ đã tạo lên được một cái tác phẩm giá trị như thế này. Nếu quý vị nào có nhu cầu muốn sở hữu những tác phẩm đẹp, muốn sở hữu những cái tuyệt tác tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu, thì quý vị hãy liên hệ đến số điện thoại 0968 152 070. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.